thuật Wings Enchantis. Yeah, biến hình. Trời ơi, ốc làm cái trò gì mà ngũ nguẩy trông những con sâu đo kìa các bạn kìa. Cái gì mà phép thuật Win Enchantis, có mà phép thuật ngốc đó chính là ốc ấy. Ông ơi, có nghe thấy anh nói gì không? Sao anh đứng cạnh em anh hét to như cái loa phát thanh xóm thế mà em không nghe thấy gì à? Ông ơi! Đi ra, không phải là em không nghe thấy mà là em đang quay dở clip TikTok. Hôm nay em sẽ sản sinh ra một clip TikTok triệu view. Wow, thế cơ à? Thế bây giờ em tính làm TikToker à? Mà em đang quay cái gì đấy hả ốc? Ôi, em đang quay một cái trend mới, trend tiên nữ. Ui, tiên nữ? Sao anh nhìn em thấy không giống nàng tiên mà trông giống con điên hơn đấy ốc ạ? Anh đúng là chả biết gì cả. Bây giờ đang có trend mới như thế này này. Dám kỳ thị BD hả? Ta là công chúa BD, phép thuật Queen Enchantis biến hình. Woo-hoo-hoo. Mày bị điên à? Trời ơi, trông như cái con khùng ấy, chịu ốc luôn. Trend gì thì trend, nhưng mà anh cứ thấy cái trend này dở hơi, không ai chơi được luôn ấy các bạn ạ. Thôi mà các bạn ơi, chúng ta vào video ngày hôm nay đi kệ ốc. Và trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp anh cái bấm một like video này, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo để ủng hộ em Thành và chị ốc chút tiền ăn nhé. Mà ốc ơi, em đừng có nhảy nữa, chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà đấy. Không ra kia, quái vật nó khiêng em đi ăn thịt thì làm sao, ở đây mà quay TikTok à, đúng là đồ ngốc. Ờ đúng rồi, để tiêu diệt quái vật xong em sẽ quay TikTok tiếp. Thôi để em tháo cái kính râm và cởi cái quần này ra đã. Trời ơi, trông em đeo kính râm đúng như đứa hầm luôn. Chả biết gì, em còn có clip nữa nè, đạo cụ hẳn là cô tiên luôn đây nè. Wow, cây gậy phép thuật à? Thế anh cho em cái mặt nạ này em đeo vào đi, em phải là cô tiên đeo mặt nạ này mới hợp. Cô tiên đeo mặt nạ, ok. Wow. Wow. Phép thuật Win, dám kỳ thị BD hả? Trời ơi, vâng, đây là cô tiên con heo nha, con lợn ốc nha. Anh cho em gì? À các bạn ơi, anh đang bị tiên heo đánh. Tiên heo cái đầu anh á, cứ đi. Em xem em chả đỡ đang đội đầu con heo còn gì nữa. Em vứt bỏ đây, con heo này không phải là em. Em chả béo như con heo còn gì nữa. Đấy, con kia nó bảo đúng rồi, cái đồ béo như heo. Ôi anh ơi, hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ nhà khỏi tiên nữ Wings. Chính là cô tiên nữ đã tạo ra cái trend TikTok mới này. Dám kỳ thị BD hả? Người sẽ không sống sót được. Ta chính là Gao Trang, tiên nữ BD. Và ta sẽ không tha những ai kỳ thị LGBT. Wow, anh tưởng có một cô tiên, hóa ra là một bầy tiên gồm 6 nàng tiên à? Đúng rồi, 6 nàng tiên liền. À, và trong những nàng tiên này á, em rất thích Flora. Flora có cái gì mà em thích? Tại vì Flora thì em thích thôi. Em chả có lý do gì cả. Ờ, anh thích hỏi nhiều không? Anh hỏi nhiều em đấm cho anh ngu người. Này. À thôi, anh không hỏi nữa. Trời ơi, vừa tính hỏi được câu đấm cho anh méo mồm luôn các bạn ạ. Chán ốc kỳ, ác dã man con ngàn quá các bạn ơi. Mà ông ơi, anh á, nếu mà con gái đây đều là con gái á, mà là tiên nữa thì anh thích hết, anh không chừa một ai. Anh yêu hết luôn, bắt về làm người yêu hết luôn. Trời ơi anh ơi, những cô tiên nữ này á, ban đầu sẽ là những người bình thường. Sau khi gặp một cái sự cố gì đấy, các cô ấy sẽ biến hình và sẽ có những phép thuật. Wow, anh cũng ước mình có phép thuật biến hình. Ông ơi, xem anh biến hình này. Anh biến hình nha, ra một sinh vật cực kỳ đó. Ông ơi, biến hình ra một con đom đóm. Wow, con đom đóm đẹp quá à. Đấy, ốc thấy anh giỏi chưa? Phép thuật của anh lợi hại thế cơ mà. Đâu như cái đồ dởm loi nhà em, chả có phép thuật gì. Phép thuật này trong hoạt hình thôi. Nhưng mà bên ngoài thì mình làm TikTok theo thôi, chứ làm gì mà có phép thuật. Đấy, anh chả biến ra được một con đom đóm đây còn gì nữa. Siêu không? Có mà anh bắt nó từ trước rồi ấy. Sao em biết, thôi không đuổi đom đóm nữa. Tập trung vào đây đi. Mà ông ơi, sao những nàng tiên lại tấn công ngôi nhà tụi mình? Ồ, chắc nàng tiên ghen tị với sự xinh đẹp của em đấy. Em đẹp thế này cơ mà, nên là nàng tiên muốn tiêu diệt em. Nhưng không sao, em sẽ kết bạn với họ trở thành hội chị em xinh gái.
Bạn bị tinh rồi. Trời ơi, em mà xinh á, trông em như con tinh tinh thế mà xinh á. À thôi 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 thôi. Thôi ốc đẹp tuyệt trần. Ốc đẹp tuyệt trần. Ờ thôi, anh nói ốc đẹp tuyệt trần rồi còn gì nữa. Mau mở dương đi, suốt ngày chỉ nói chuyện tào lao thôi. Ốc đẹp tuyệt trần nhưng mà hơi đần nha các bạn. Rồi, để ý mày mở trước rương nào. Xem nay người ta cho tụi mình những cái đồ gì để chống lại những nàng tiên. Nhưng mà anh cứ thấy sai, nàng tiên đây là toàn là những người tốt hay sao, đúng không? Sợ tấn công nguy hiểm tụi mình. Đã bảo là người ta ghen tị với sắc đẹp của em mà không sao, để đấy em giải quyết hết. Ok con dê, được rồi, để ý mày mở trước rương luôn nhá. Ui ôi, hôm nay sao anh có ít đồ thế này? Có mỗi quả lựu đạn, táo vàng, một cây gậy, một cây kiếm kim cương nữa. Thế là hết đồ rồi sao? Thôi ăn cho đỡ đói. Không sao, em cho anh cái quần với cái kính râm nè. Không đeo kính râm đâu, trông như thằng Hâm ấy. Cái gì mà như thằng Hâm, có kính râm đã là tốt rồi. Mùa hè có kính râm quá là xịn còn gì. Được rồi, để anh mặc vào xem nào. Ui, trông như thằng bán đồng nát ở chỗ nhà anh ấy. Ôi, hôm nay em có rất là nhiều đồ. Chắc chắn cuộc chiến này là cuộc chiến của em rồi. Em có súng. Ôi thôi, ông còn có cả súng bắn ra điện luôn. Lại còn bộ giáp chiến binh rồng Ender. Trời ơi, sao ngầu như trái bầu thế này. Sao trông anh rách và nát thế này các bạn ơi. Thôi không mặc cái này đâu. Mà từ từ, ở đây có cái huy hiệu gì đây này. Trên tay anh này, ông này. Ô, huy hiệu gì đấy? Ui, anh đeo vào ngực được rồi đây này, ông này. Ôi giời, cái huân chương chẳng có tác dụng gì. Em có đầy vũ khí, có cả kiếm này, có cả cái tăng giáp, có cả kiếm nữa, lựu đạn và cả khiên. Sao em nhiều đồ xịn xò con bò thế? Sao anh chẳng có gì cay đấy nhở? Mà từ từ, cái này hình như có thể kích hoạt được. Để mày kích hoạt xem nó trở thành cái gì nhá. Wow, các bạn ơi, không phải anh không có cái gì đâu. Mà bây giờ anh đã trở thành một siêu anh hùng. Đó chính là Iron Man, người sắt. Oh yeah. Wow, Iron Man, em rất hâm mộ Iron Man luôn ấy. Thấy chưa, cứ tưởng mình không có đồ, hóa ra người ta cho mình đồ xịn thật sự luôn các bạn ạ. Mình chỉ cần bộ quần áo giáp này thôi, mình chả cần gì hết, chả cần đồ gì hết đúng không? Ô, thế hóa ra là đồ của em dởm hơn đồ của anh à? Tất nhiên rồi, đồ của anh bây giờ có những vũ khí nó tự có ở trong bộ giáp luôn. Ông xem đây này, đó. Wow, thử bắn cái đấy xem. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Xịn thật sự. Đây nữa này, cú đấm bay mất hút. Ôi, anh đợi. Anh đấm con cừu bay tới thế giới bên kia luôn. Anh điên à, anh đấm em bay xuống tận đây nè. Đâu, em bay ở đâu ông ơi? Em ở đây nè. Ô, anh có đấm em phát nào đâu mà sao em tự bay ở đấy thế? Trời ơi, em bị trúng chưởng của anh bay lên tận bờ hồ bên đằng sau nhà luôn. Để im anh thử đấm lại xem nhá. Điêu. Ô, ông ơi, em đâu rồi? Em bị chết tôi, anh bị đấm vô phần em cái gì? Em làm sao tiêu diệt được một siêu anh hùng như anh? Anh có bộ giáp người sắt đeo cả. Em sẽ bắn anh cho bớt tức. Anh chuyển sang chế độ bắn tên lửa đây này. Em mà bắn anh nữa là anh bắn tên lửa vào người em ấy nhá ông nhá. Thôi em chạy vào nhà đây. Anh bắn vào nhà đi, hỏng nhà anh cho anh chết xừ đi. Thôi tha cho em đấy. Anh thèm gì bắn cái đồ ốc thối nhà em. Rồi các bạn xem đây. Đây là chế độ bắn tên lửa. Xem bắn con la khí nhá. Rồi. Boom. Ui ôi, bộ giáp quá xịn và lợi hại luôn. Ok, em thích bắn anh không? Anh bắn đi em đi này. Đâu rồi? Ốc trốn đâu rồi? Bắn đi, bắn vỡ nhà luôn. Đừng tưởng anh có chế độ bắn ra năng lượng đấy, không có hỏng nhà được đâu. Còn lâu đi. Đó, thò mặt ra. Thò mặt ra, thò mặt ra. Bay tít ra đằng sau nhà luôn. Đừng có mà trêu anh. Anh còn có lưỡi dao trên tay đây này. Anh chiên một cái chết răng răng đấy. Cút đi, em không chơi với anh nữa. Thế sao cứ bắn anh hả? Tại vì anh bắn em một trưởng bay ra sau nhà đấy. Thôi anh không bắn em nữa mà. Anh đã bảo không bắn em nữa còn gì nữa. Em ghét anh. Ok thôi kệ em. Anh sẽ tắt bộ giáp này đi nhá ông nhá. Tắt đi. Đấy, tắt đi để cho các bạn nhìn thấy vẻ đẹp trai ngất ngây con gà tây của anh nữa chứ. Ông nghe sao em dám chém chết một người đồng đội siêu vô địch lợi hại như anh hả? Tắt đi.
Anh em chém anh luôn á. Chém anh à hả? Chém anh à? Chém. Chết đi. Anh có cây gậy quyền năng triệu hồi ra zombie đấy. Mà zombie á là đội quân của anh luôn. Thôi để em mở chương trường thứ hai xem có gì nào. Wow, rất nhiều lucky block luôn. Quả này đi đập lucky block kiếm thêm đồ đi ông ơi. Mà ơi, anh có quả trứng tặng cho em này. Ô, con gì đấy? À. Đây là một con quái vật tuyết đó các bạn ạ. Trông nó ghê chưa? Đấy, úi giời, có nhiều chân cua 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 luôn. Tuổi to mà. Kinh kinh đấy, chiến mì ốc căng thẳng phết đấy, lợi hại phết đấy. Rồi ok, thôi ra đây đặt lucky block đập đi ông ơi. Hú 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 hú. Vậy là xong hồi đã đặt hết những lucky block đây rồi. Bây giờ ốc chọn đập trước hay đập sau? Ai phải chuyển sắp chế độ Iron Man rồi các bạn ơi. Một con slam địa ngục. Trời. Mau tiêu diệt nó đi, thể hiện sức mạnh của anh đi. À, từ từ phải ăn táo vàng đã, sắp hết máu rồi. Iron Man sắp bị con slam tiêu diệt, thật là không thể tin được. Nào tuổi gì, đấm một phát độ. Đấm một phát bay tít ra ngọn cây mít luôn. Wow, Tiêu Quy Thành ơi, anh lợi hại quá. Tất nhiên rồi, anh là một siêu anh hùng cơ mà. Đấy, anh đấm một phát đã bay tít đằng kia luôn. Ui, thôi anh mau đập lucky block đi. Ok, sẽ đập lucky block này. Ui, chết, đang ở chế độ này không đập được, phải tắt đi đã. Đấy, xịn ngay. Rồi, đập lucky block này. Creeper, creeper. Triệu hồi zombie. Wow. Thấy chưa, đội quân zombie của anh mạnh chưa các bạn? Bình thường zombie tấn công mọi người, nhưng bây giờ zombie trở thành tiểu tốt của anh rồi. Ui dồi ôi, xịn đấy. Để em đập lucky block xem nào. Wow, một khối kim cương. Trả được cái gì hết. Kim cương thì ở trên tít cao kia làm sao mà lấy được. Rồi ok, sẽ đập lucky block này. Boom. Ra một đống lucky block nữa luôn. Păng 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 păng. Nó ra một thanh kiếm gì này các bạn ơi. Ốc sao lại giết con zombie của anh? Nó đấm em. Em đấm nó trước đúng không? Ui, anh đập lucky block ra toàn gà. Anh sẽ trở thành Iron Man gà. Gà cái đầu em ấy, anh không phải gà mẹ đâu mà. Rồi đến lượt em. Wow, ốc đập ra được một anh người yêu đầu hói dân làng. Đấy. Người yêu gì đâu mà người yêu. Tưởng người yêu. Không, đây fan hâm mộ. À, hóa ra fan hâm mộ à. Ok, anh sẽ đập lucky block ở đây đi. Ui giời ơi, được cái này chả có tác dụng gì hết. Rồi ốc đập đi. Wow, thanh kiếm may mắn. Đừng có mà chém anh, đừng để anh nóng, anh bật bộ giáp Iron Man lên thì em cháy đen luôn. Em sẽ trốn, em sợ gì. Rồi, anh đập được mấy viên ngọc Ender. Rồi ốc đập đi. Ui, anh ơi, lucky block Naruto. Wow. Toàn đồ sắt mà wow. Trời, chả có cái gì cả. Chết đi. Biến hình Iron Man. Ồ, Iron Man không lên được à. Ném ngọc Ender. Wow. Trời ơi, Iron Man siêu ngầu. Ném ngọc Ender vắt bay được lên đây luôn các bạn ạ. Mà từ từ, rõ ràng là mình là Iron Man, đúng là mình phải bay được chứ đúng không các bạn? Ơ sao anh không bay được? Tại vì anh nặng quá, không bay được vì anh béo quá. Anh đâu có béo đâu. Thôi ốc đập đi. Được. Ui, ốc chê anh đập ra gà. Bây giờ ốc đập ra cả bầy gà luôn. Thế thôi anh đập đi. Ok, sẽ đập lucky block này. Ui rồi lại được cái này, chả có tác dụng gì hết. Đúng là tức chết mà. Ui, dạo này em có lắm fan hâm mộ không? Lại đập được một fan hâm mộ nữa nè. Rõ ràng là người yêu em. Người yêu em vừa mũi dài vừa đầu hói. À thôi thôi thôi, không phải người yêu ốc. Đừng đánh anh nữa. Người yêu của em phải là một soái ca Hàn Quốc. Tưởng Han Sẻng. Anh cái đồ ăn nha. Rồi ok, đi vào nhà thôi. Đợi những nàng tiên. Không biết là nàng tiên hay là con điên ốc ạ. Đấy, chúng ta sẽ xem nó đến đây làm gì tụi mình. Tụi mình sẽ tiêu diệt nó. Nếu mà là tụi nó phá nhà của mình. Nhom 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 nhom. Ôi, ngon quá, ngon quá. Ốc ơi, em ăn thịt không? Em không ăn thịt đâu, em đang ăn kiêng. Ăn kiêng ư? Thôi đi. Người em béo như con heo. Mà em vừa bảo ăn kiêng, sao em ăn hết mấy quả táo đấy hả ốc?
Thì bình thường ăn kiêng thì không ăn thịt thôi, còn những cái kia vẫn ăn. Bình thường mà không ăn một miếng thịt thì bây giờ ăn bù lại ba quả táo. Trời ơi, ăn ít táo được không, em bị ngáo đấy ông ạ. Ủi, mà bê Quý Thánh ơi, bọn mình đợi cũng lâu rồi, không biết tiên nữ Wins đã đến chưa nhỉ? Ủa, em nói anh mới nhìn ra ngoài cửa sổ, anh phát hiện hình như tụi nó đến rồi kìa. Kìa, đúng là tiên nữ rồi, còn gì nữa, có cánh cái đây. Ồ, mau lên trên mái nhà đi. Mà ông ơi, anh bảo nó có cánh không biết nó có bay được không nhở? Em chẳng biết. Ui anh ơi, bọn nó hâm mộ em quá, bọn nó đang đến đây này. Trời ơi, tiên nữ có cánh, đúng ra họ phải bay vào đây chứ, họ lại đi bộ. Đây, tiên nữ dở mà, có cánh mà không biết bay à? Ồ, hay là tiên nữ pha kê? Anh cũng không biết được, mà thôi ốc xuống đánh nó đi. Anh mà xuống đánh các bạn để bảo anh bắt nạt con gái, anh là đồ biến thái. Ừ đúng rồi, để em bảo vệ mình bằng một lớp giáp, rồi đấy sẽ xuống thăm dò xem sao. Ok ok, ốc xuống xem nào. Hello, các bạn cứ bình tĩnh, mình là người sinh nhất ở đây. Ui ôi ui ôi. Ui rồi ôi, nhận mình sinh nhất, nó túm vào nó đánh hội đồng cho thâm mắt ốc luôn. mày, thanh kiếm may mắn. Nào, bị mắc bẫy chưa? Wow, ốc lợi hại ra phết nhỉ các bạn nhỉ. Chém một phát ra đống tơ nhện bẫy được cả ba đứa kia dính và không ra được luôn. Yeah, ui ui ui, em dùng thanh kiếm may mắn chém. Ngoài ra còn có lựu đạn. Boom. Ờ ha, anh có lựu đạn anh giúp ốc nè. Yeah. Đó, anh ném chuẩn chưa? Boom. Súng giật điện nè. Wow, ốc đã giết chết được một chiến binh tiên nữ Wick pha ke rồi. Nào, một phát nữa. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đây đúng không phải là những nàng tiên mà là con điên thật rồi ốc ạ. Để anh xuống giúp em. Anh ơi, có đứa nó đánh em bị bắn ra xa, không thể tiếp cận được nó. Được rồi, để anh biến hình trở thành Iron Man. Ốc ơi, qua đây, không phải sợ. Ở Iron Man bên Quy Thành đẹp trai ngất ngây con gà tây ở đây. Súng giật điện. Không. Ui giời ơi, anh giết chết nó rồi ốc ạ. Ui, anh giết hết rồi á? Ờ, anh chỉ cần dùng một chưởng này thôi á. Tụi nó sao mà đỡ được. Rồi bây giờ anh sẽ chuyển sang chế độ khác. Đó là chế độ phóng tên lửa. Anh phóng tên lửa chết hai đứa kia đi. Chúng nó dám đánh em. Nhìn này. Rồi bây giờ anh sẽ chuyển sang chế độ khác. Đó chính là chế độ đấm bay xa. Wow, mau đấm chúng nó bay về hành tinh của chúng nó luôn. Các người hãy chuẩn bị đếm cú đấm của ta đây. Chả hiểu kiểu gì. Lao vào đấm dính luôn cả tơ nhẹ rồi. Ngu người quá. Thôi anh ơi, ôi, các chị ơi, ôi, tha cho em. Ôi rồi ôi, ông ơi cứu anh mắc vào đây rồi. Ok, em sẽ tiêu diệt chúng nó. Em bắn nó chết rồi hả? Chết rồi. Thế thì cứu anh ra khỏi cái đống này đi. Anh bị mắc đây rồi, người sắp bị mắc rồi. Ôi, chả nhìn cái gì hết, ôi ôi. Được chưa, đi ra đi. Ôi dồi ôi, trời đất ơi, tưởng cú đấm mạnh mẽ thế nào lao vào đống tơ nhẹ đến mắc ở đấy luôn ốc ạ. May mà có em không thì anh đã bị các chị gái đánh cho ngu người. Trời ơi, đấy là lần đầu tiên anh làm người sắt thôi, chứ mà lần thứ hai làm người sắt chắc chắn là anh sẽ chiến binh lợi hại hơn. Trời ơi, ta nói nó là chết vì gái là cái chết tê tái. Tái cái đầu em ấy. Thôi anh không làm người sắt nữa đâu. Anh làm người đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Tầng tầng tầng. Tầng tầng tơ tầng tầng tầng. Imo. Thôi. Anh mà đẹp trai cái gì? Anh nè. Rõ ràng anh đẹp trai ngân ngây con gà tây đẹp trai nhất của đất luôn. Mà các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay anh Cô Thành và chị cũng đã tiêu diệt được hết những nàng tiên Winx rồi. Chắc là đây là pha ke đúng không các bạn? Các bạn hãy bình luận phía dưới video nhá. Vì tụi anh thấy nàng tiên rõ ràng có cánh mà lại không biết bay, xong lại còn lao vào đánh tụi anh nữa. Đây là đầu gấu chứ nàng tiên cái gì. Đúng rồi đấy. Và ngày hôm nay ốc là người đã tiêu diệt, và thậm chí ốc còn giải cứu được Iron Man Bê Quý Thành. Ốc giỏi nhất trên đời luôn. Ok, ốc giỏi nhất quả đất. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Và các bạn muốn tụi mình chống lại hay là tiêu diệt những tên nào tấn công bảo vệ nhà nữa thì hãy bình luận phía dưới video. Bye bye.